Tôi là Phúc Tấn, kính chào anh chị. Và trong video này em sẽ giới thiệu anh chị một bộ phận tác phẩm Tam Đa Phúc Lộc Thọ, được chế tác trên dòng chất liệu là gỗ trắc dây ạ. Đây các bác, trước mặt các bác đây là một tác phẩm gỗ trắc dây, Tam Đa gỗ trắc dây với những cái đường vân rất là đẹp, nổi lên rất là rõ ràng. Và tác phẩm ba cụ này với chiều cao là 40, chiều ngang là 12 và chiều sâu là 10 ạ. Bác nào mà trong nhà chưa có một tác phẩm ba cụ Tam Đa Phúc Lộc Thọ thì hãy sở hữu ngay đi ạ. Mang đến trong gia đình mình rất là nhiều những tài lộc, rồi phúc lộc, hạnh phúc, vui vẻ, trường thọ các bác nhé. Và tác phẩm này thì bên em là hàng tuyển chọn vân, tuyển chọn gỗ, nên các bác chơi hoàn toàn yên tâm. Những cái tác phẩm gỗ trắc dây nhà em này vân rất là nhiều. Đấy, các bác nhìn những cái đường vân nổi lên rất là rõ ràng. Đấy, ba cụ, mặt diện mặt ba cụ rất là tươi vui và hoan hỉ. Đấy, vân quá là nhiều luôn. Tất cả phía dưới này là bên em hàng liền hết các bác nhé, không một chút vẽ vân nào, nên các bác hoàn chơi hoàn toàn yên tâm đấy ạ. Tất cả những mặt trước, mặt sau, mặt ngang bên em đục tỉa rất là cẩn thận. Cái phần dưới này là cái phần trắng trắng này là cái phần rác các bác nhé. Em tuyển chọn cái phôi gỗ rất là ít rác rồi đấy, để các bác chơi rất là đẹp rồi đấy ạ. Phô ra những cái đường vân này, mặt ngang này các bác này, đấy, cụ phúc, cụ lọc này, mặt nghiêng này, bên em cũng đục tỉa rất là cẩn thận. Đấy, diện mặt của cụ đây các bác nhìn này, vân quá là tuyệt vời luôn. Mặt nghiêng này, mặt ngang này các bác này. Đấy, vân rất là đẹp các bác nhá. Nói chung là em chọn một bộ này thì vân này không thể chê ở đâu được các bác ạ. Chất gỗ thì không một lỗi vết gì luôn. Đây các bác có thể nhìn kỹ sản phẩm bên em nhá. Không một lỗi vết gì luôn đấy ạ. Vân hoàn toàn tự nhiên, cam kết với các bác vân hoàn toàn tự nhiên ạ. Đây còn những cái phần trắng trắng này, những cái phần rác của chất gỗ thì chơi cái chất gỗ trắc dây này rất là bền, các bác không sợ lo sợ mối mọt gì đâu các bác nhá. Và bên em cũng xử lý rất là kỹ rồi, họ xử lý bên em rất là kỹ rồi. Và tác phẩm vụ ba cụ Phúc Lộc Thọ này với chiều cao là 40, chiều ngang là 12 và chiều sâu là 10. Đấy, rất là đẹp. Tác phẩm này các bác muốn sở hữu tác phẩm này thì liên hệ đến bên em qua số điện thoại là 0389889968 nha các bác nhá, để em tư vấn cho các bác. Tác phẩm này chắc chỉ tầm hơn 2 triệu thôi các bác. Đây các bác nhìn cái mặt đế này, quay một chút mặt đế cho các bác ngắm nhá. Đấy, đây mặt đế đây. Đây là vân rất là đẹp, vân hàng tuyển chọn. Các bác muốn sở hữu tác phẩm này thì liên hệ đến bên em nhé. Cảm ơn các bác đã đón xem video và hẹn các bác ở video tiếp theo.